mặt bên này nó hai bên này có giữ không các bạn? Cổ, cổ, cổ. Cổ đây phải hai tay để giữ hay má để giữ không? Nó chắc không? Kể cả nó ngoánh thì có hai này đỡ rồi. Mang cái đặt này là nó mông ở đây, đúng không? Đặt nó vào cái chỗ tắm này, đúng không? Thế là cả cái mông đặt đây, cái người nó đây, chậu nó dài cơ. Chứ không phải cái tay này có vật đỡ không? Nó vẫn đang đỡ như này, đúng không? Với thang hồ này, rùa lách này, cái này tắm này thôi. Cổ này, mặt mũi kia mình rửa nó sau. Rửa đây, cái chân tay nó vẫn đạp thoải mái. Nó thang hồ đạp cái chậu đấy. Nó có rửa bên này, rửa bên kia, luồn dưới, rửa dưới này. Để không giữ ổn định cái đầu nó, đúng không? Thế xong xuôi toàn bộ phần dưới rồi, đưa tay xuống mông nó. Xong rồi mới để xuống đây. Có cái khăn lót sẵn thì đặt lên. Đặt lên cho mọi người gội đầu này. Đấy, mình rửa mặt nó này, đúng không? Đấy, xong rồi mình gội đầu nó. Gội đầu xong có rội dây xuống, phải vuốt sạch sẽ nó. Thế thôi, rất đơn giản. Một đứa trẻ con cứ cả lau này cầm rất chắc chắn, đặt vào đây, đúng không? Thì cũng như Quang nói, khi xong rồi phải để cái khăn khô ở đây, buồn nó xuống đây. Đặt xuống mông này, đặt lên, đặt vào đây, đúng không? Thì đã bắt đầu mình gấp này vào, gấp bên này vào, đẩy vào cho nó khỏi lạnh đã. Cái khăn đang gấp này đúng không? Còn bỏ đây, gấp này vào, bủ cho nó, đã mặc kệ nó, chưa cần lau vội. Mình quay ra đổi đầu rồi. Để cái chân để xuống đây, dưới là cái chậu đúng không? Té hết lên rồi. Xoay đâu rồi, xoay bên này, xoay này, dưới khe tai của nó, đừng cho vào tay nó. Dưới khe tai nó lại, gáy nó này. Bỏ bên tay ra, bên đỡ bên này, rồi gãy bên này, đúng không? Xong rồi sang bên này, còn té nước lên này. Đấy, hết bên này. Ông nội tắm khéo lắm. Thì tay nó này, đúng không? Gãy nó này, múc nước lên này. Rồi gà vào chán, nó xoa vào chán. Múc tiếp lên này, xoa lên rửa, nó tí tắm. Xong xuôi đầu, lấy khăn, lau đầu nó đi khô khiết, xong rồi rửa mặt. Xong quay vào người, thì đặt vào cái đã đây sẵn rồi, đặt vào đây. Cái tạng mình giải sẵn rồi, đặt cái gói vào, nó nằm rồi chơi một lúc, thế là ok, xong. Rất đơn giản. Đây, thực hành, nhé. Còn cục này sẽ làm gì?